Bây giờ mình sẽ ăn cái chè này nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ nấu cái chè long nhãn nha các bạn. Nhưng mà trước khi nấu mình phải gọt lọc cái vỏ, lọc lấy cái phần cơm của trái nhãn ra ha. Các bạn mua nhãn về thì các bạn không nên làm liền, mà mình phơi cho nó khô khô lại nha các bạn. Tại vì khi mà mình mua dài á, mình lọc liền á thì nó có nước trong cái nhãn cái này nè, cơm nó không có dày ha. Mình mua loại nhãn mà cơm dày thêm miếng cho nó dễ lọc nè các bạn. Đó, cơm nó dày như vậy nè. Cơm nó dày lắm các bạn nè, cơm phải dày như vậy này nó mới đảm bảo ha. Đó, bây giờ mình sẽ lọc hết cái nhãn này ra ha. Cái này là bí đỏ nha các bạn. Bí đỏ các bạn cắt xong thì các bạn sẽ sắt hạt lựu nó ha, rồi mình sẽ đem luộc nó, luộc cho nó chín xong rồi mình sẽ nấu chung với con nhãn này nha các bạn. Để chuẩn bị mà nấu nấu chè mình phải chuẩn bị cái phần nước sôi nha các bạn. Chuẩn bị một ít nước sôi. Đó. Các bạn nấu cho nó sôi lên hen. Cái mình sẽ cho đường phèn vô hoặc là đường cát cũng được. Đường phèn nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Còn mình thì bây giờ mình chưa chuẩn bị cái đường phèn thì mình sẽ cho đường cát vô ha. Tùy theo các bạn, ví dụ như các bạn ăn ngọt nhiều thì cho đường nhiều vô ha. Còn ăn ít thì cho đường ít vô. Nói chung là khi mà các bạn ăn cái món chè này với đá thì các bạn bỏ đường nhiều thêm tí để cho khi mình bỏ vô đá ăn nó sẽ ngon và nó vừa. Còn khi mà các bạn ăn bỏ ít đường quá thì khi mà các bạn bỏ đá vô thì nước ra, cái phần nước của đá nó ra thì nó sẽ bị lạc cái miếng chè các bạn ha. Mình thì thích ăn ngọt nên mình sẽ bỏ nhiều đường vô ha. Rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho một chút xíu muối vô nữa nha các bạn. Mình sẽ cho một chút xíu muối vô nha các bạn. Đó, để cho khi món chè mình sẽ có vị ngọt nhưng mặn mặn rất là ngon. Rồi mình sẽ khuấy cho cái phần nước đường này nó tan ra ha các bạn. Rồi nếu mà các bạn khuấy xong nó tan hết á thì các bạn sẽ múc lên và nếm thử, nếu mà nó ngọt nhiều thì được. Ok ha các bạn, bây giờ nấu cho nó sôi sôi và tan đường ra ha. Sau khi mà mình chuẩn bị xong cái nguyên liệu gồm nhãn nha các bạn. Rồi bí bí đỏ. Cái bí đỏ này là sau khi với các bạn cắt hạt lựu xong ha. Các bạn sẽ luộc nó và các bạn dùng cái đũa hoặc là cái muỗng này xăm vô, mà nếu nó chín rồi nó lủng được à, cái mình sẽ bỏ vô nước mát ha. Nước đá cũng được mà nước mát cũng được, nước bình thường á, giống như nước lạnh bình thường á. Rồi cái cho nó để cho nó nguội vậy ha. Rồi mình sẽ bỏ vô cái rổ cho nó ráo nước. Rồi mình mới bỏ vô chè ha các bạn. Đó, bí đỏ mình đã bỏ vô ráo nước rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ với lại long nhãn á, bây giờ mình sẽ bỏ vô nồi chè thôi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho cái nước đường này nè, nó đã sôi rồi đó. Mình sẽ cho nhãn vô ha. Tại vì cái bí này nó chín rồi á thì mình chỉ bỏ vô và tắt bếp thôi nha các bạn, chứ không cần nấu lâu nữa, tại nếu mình nấu lâu cái bí nó sẽ bị nát hết. Chờ phần nước này nó sôi lên là được rồi, là tắt bếp thôi. Chè long nhãn với lại bí đỏ các bạn.
rồi chờ nó sôi cái mình sẽ quay lại cho các bạn coi ha. Đó thì bây giờ nó đã chín rồi nha các bạn, nước đã sôi rồi thì mình sẽ tắt bếp và chờ cho nó nguội thì mình sẽ ăn với đá các bạn, rất là ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hình nó nguội xong cái mình sẽ bỏ đá vô mình ăn nha các bạn, rất là ngon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cái chè này nha các bạn, chè vẫn còn nóng lắm nhưng mà theo mình thì các bạn nên để nguội nha, tại vì khi mà các bạn nóng á các bạn bỏ vô đá đá nó sẽ bị tan. Mình sẽ cho một ít đá vô vô một ít đá vô cái ly nha các bạn, một ít đá vô cái ly xong rồi mình sẽ cho cái phần chè vô ha. Một ít lòng nhãn nữa nha các bạn. Đó cái bây giờ mình khuấy lên. Đó. Chè rất là đẹp và ngon nha các bạn. Nói chung là cái chè này ăn nó mát. Mà cái phần bí đỏ này các bạn ăn nó rất là dẻo, rất là ngon. Mình biết diễn tả sao nhưng mà cái bí này các bạn lựa mà cái bí mà nó chín vừa tới á, chứ đừng chín quá ha. Cái mình mua về cái mình làm rất là ngon nha các bạn. Nó rất là bùi ngọt nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha.